Tóm lại cái gì mình gây nghiệp là phải trả nghiệp. Lỗ 4 tỷ vay của người ta rồi thì không trả bằng đường này thì phải trả bằng đường kia thôi. Với anh xã nhà em là cùng mở công ty và cũng mới đăng ký cái khóa học sale quản trị bên bên mình là mới được khoảng 7 ngày. Thì em có học ở trên phần mềm online á. Thì em đang học đến CCSC. Thì có một cái vấn đề là ở cái phần chi phí khác của nhà em thì trước đây bọn em kinh doanh về lĩnh vực xuất khẩu hải sản. Thì sau đấy 2 năm Covid là em bị thua lỗ khoảng 4 tỷ. Thì sau này là em mới mở lại cái hệ thống phân phối thực phẩm tại 5 tỉnh bao gồm Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Thanh Hóa. Thì vâng, bây giờ là em đang muốn hỏi thầy là ngoài cái khoản 3 tỷ em đang đầu tư là vay thì 4 tỷ thua lỗ kia em vẫn đang phải chịu lãi và có tính chung vào chi phí của công ty hay không? Về mặt căn bản thì nếu nó nằm trong cái vốn mà cái vốn vay bản chất thế này nhá. Công ty của em là công ty cổ phần hay là công ty trách nhiệm hữu hạn? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hai vợ chồng em đúng không? Công ty của trách nhiệm hữu hạn. Hai vợ chồng em mở ra. Hai vợ chồng tao đúng không? Chuẩn. Vâng. Ok. Vậy thì cái việc mà nguyên tắc thế này nha, nguyên tắc nếu là công ty cổ phần mà có các cổ đông thì khi lỗ thì nguyên tắc là nó phải chia lỗ. Vì có đúng lãi rồi. Là chia lãi mà. Có lãi thì chia lãi mà giờ có lỗ thì phải chia lỗ, tức là khi mà chia lỗ như vậy thì bắt buộc là anh phải phải khi mà chia lỗ như vậy thì anh phải nộp tiền vào để bù lỗ. Mà khi anh nộp tiền vào bù lỗ thì nó không còn cái khoản mà đang nợ kia nữa. Đúng không? Đúng Thì nó rồi. không còn chi phí. Cái cách thứ hai, thầy đang nói về công ty cổ phần nhá. Dạ vâng. Nói đúng luật trước đấy. Nói đúng dạ, luật trước. Cái cách thứ hai là khi lỗ như vậy mà mình không có tiền bù lỗ thì mình chấp nhận phải giảm cái vốn điều lệ xuống 4 tỷ. Và coi cái 4 tỷ đấy là 4 tỷ đi vay. Và chấp nhận cái lãi suất. Đấy, đành phải vậy. Hiểu không? Vâng. Thì như vậy là cái lãi vay đấy được đưa vào chi phí của doanh đúng nghiệp. không? Thế còn trong trường hợp nhà em thì em không có bù lỗ mà cũng chẳng có giảm vốn điều lệ. Mà em đang vay thì em cứ đưa cái lãi vay vào chi phí thì bên tôi cho rằng là bên kiểm toán họ cũng chấp nhận được. Bên kế toán ở bên thuế họ cũng chấp nhận được và đưa vào chi phí đấy vẫn được mà không sao nhá. Vâng, nhưng có cái vấn đề là khi mà em đưa nó vào chi phí ấy, thì ở trên cái bảng CCSC thì nó chiếm tới 25% cái lợi nhuận hiện nay anh cái thầy. Nó rất là cao và em muốn xin thầy tư vấn một cái biện pháp nào đấy để có thể cân đối lại cái chi phí này được không ạ? Thường thì nếu mà em có một cái lợi nhuận, ví dụ em đầu tư ra 20 tỷ mà em tạo ra một cái lợi nhuận của 10 tỷ một năm, tức là tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư thì là nó rơi vào khoảng 50%. Vâng. Giả sử như vậy thì người ta sẽ định giá cái doanh nghiệp của em nó khoảng 40 tỷ. Và sau đó em phải chấp nhận pha loãng bán đi 10%. Tức là sẽ tìm một người vào họ mua 10% thì vợ chồng em còn chỉ chiếm 90% thôi. Thì khi bán 10% của 40 tỷ thì em thu về được 4 tỷ và dùng 4 tỷ để trả hết cái nợ kia. Có anh dùng cái này không? Thì đấy là một giải pháp, gọi là giải pháp pha loãng, nâng vốn và pha loãng cổ phần. Thì bán bớt đi một phần cổ phần. Tức là pha loãng chứ không phải không không tức là hoặc là bán bớt đi. Tức là ví dụ doanh nghiệp của em là 20 tỷ mà lợi nhuận là 10 tỷ một năm thì em có quyền định giá nó là 40 tỷ. Và tất nhiên là không lợi nhuận 10 tỷ đấy là không đưa cái chi phí của cái tiền vay của 4 tỷ kia vào. Đúng không? Thì tính ngoài. 4 tỷ. Đúng rồi. Thế thì đưa để nó ra ngoài. Và khi em bán đi 10% thì em thu về 4 tỷ. Có đúng không? Và lấy 4 tỷ đấy trả nợ là xong. Vậy thì bản chất là khi đấy là mình không bị gánh nợ nữa. Nhưng mà tất nhiên là mình chỉ còn 90% giá trị doanh nghiệp của mình thôi. Em có hiểu không? Thì như vậy là cái giải pháp như vậy nó vừa an toàn cho em mà lại vừa có cơ hội cho anh em khác vào chơi cùng với mình. Dạ. Nhưng mà khi mà có người khác chơi cùng thì hệ thống kế toán nó phải rất là minh bạch. Và dạ, đặc biệt nó liên quan đến thuế má. Thì thầy dạ, sợ là
Thì sợ là dân Việt Nam mình kinh doanh cái hiện tượng như bọn em là hay trốn thuế, cho nên là tại sao dân Việt Nam mình cứ làm chung với nhau hay chửi nhau. Đến cái bọn thuế nó vào kiểm toán để kiểm tra lợi nhuận của công ty mình nó còn không kiểm toán nổi. Nó Vâng. loại gạo lên đó là huống hồ là chung với nhau thì làm sao mà biết lợi nhuận là bao nhiêu, chỉ có thằng làm mới biết lợi nhuận bao nhiêu chứ còn thằng góp vốn thì bố bảo không biết được. Đúng rồi. Mà không biết được nó kêu gì chả chửi nhau. Dạ Cho nên vâng. là nguyên tắc là tại sao bọn Tây nó góp vốn nó lại đoàn kết được với nhau. Vì thứ nhất nó không trốn thuế. Mà không trốn thuế thì nó suy ra một sổ sách. Và một sổ sách thì nó rất là minh bạch, nó báo cáo thời gian thực luôn. Doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, nó rõ luôn một một. Nhưng mà nhà Dạ. mình mà trốn thuế thì không làm. Trốn thuế thì không làm lớn được. Vì trốn thuế nó không thể minh bạch hệ thống được. Đấy. Nhà em thì báo cáo với thầy là cũng có xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, nhưng mà nếu mà nói Xuất một là phần, 100% em lại hoàn chị. Xuất một phần. thuế Ừ, em lạ gì các cái mánh của các chị nữa. Ừ. có. Vâng. Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ thì khả năng này đều phải như thế ạ. Không, không, thực ra tôi không có trách móc vì tôi bảo ở Việt Nam nó vậy, đặc thù nó vậy. Vâng. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nếu mà bán cổ phần đi thì bắt buộc phải minh bạch. Nó có cái khó, tức là bao giờ tôi cũng nói được cái phần thuận lợi cho chị là giải quyết được 4 tỷ, nó giải quyết đi. Nhưng nó có một cái khó khăn là sau đó toàn bộ hệ thống nó phải rất là minh bạch. Hoặc là cái người góp vốn đấy phải vào làm cùng với mình và họ được quyền kiểm soát tài chính cùng với mình. Chứ nếu không Em là lại cãi nhau. vâng, em cũng nghĩ đến vấn đề đấy rồi, nhưng mà khả năng cao là em thấy nó không giải quyết được, bởi vì cái vấn đề minh bạch và chia cổ phần sau này người muốn rút người không Còn thì nếu sẽ không thì phải rất chấp là nhận. khó. Nếu không phải chấp nhận là bán bớt tài sản đi. Dạ. Ờ, xong trả hết 4 tỷ đi. Xong bắt đầu từ đấy ta đi lên. Đành phải vậy thôi. Thế nhưng mà em muốn hỏi thầy một vấn đề nữa, nếu như bây giờ cái lợi nhuận của em nó vẫn đủ chi phí toàn bộ cho cái lãi đấy, và phần trăm, nếu như em tính như thầy dạy thì cái phần trăm lương đưa về cho gia đình, gọi là cho giám đốc, là nhà em vẫn còn đang được 5%. Thế thì tốt, Vâng. thế thì giữ đi, tóm lại là 2 năm không coi như không có lãi để dùng để chủ yếu là lấy tiền trả lãi 4 tỷ kia cộng với lại trả gốc thôi, thì Đúng chấp rồi nhận ạ. 2 năm, chấp nhận 2 năm không phải bán tài sản đi mà cũng không được đút tiền vào túi nữa, chỉ cần giữ công ty thôi và để trả nợ cho nó xong, xong từ năm thứ ba thì từ đấy ta đi lên. Tóm lại cái gì mình gây nghiệp là phải trả nghiệp. Lỗ 4 tỷ vay của người ta rồi thì không trả bằng đường này thì phải trả bằng đường kia thôi. Dạ vâng. Ừ, Không có vậy thì thôi. vâng. Chứ còn hỏi thầy thì thầy chịu chết, không có cách nào không phải trả cả. Mà là tự Vâng. nó hết nợ. Ừ, tóm lại là không trả cách nọ trả cách kia thôi. À không, em chỉ muốn hỏi cái biện pháp nếu mình có, ngoài ra cái vấn đề như thầy tư Quan vấn điểm của thầy thế này này, thầy nếu mà làm kinh doanh nhé thì nguyên tắc nếu mà có, nếu là thầy thì thầy bán tài sản để thầy trả. Không? Cho nó nhẹ người, xong đến lúc mà tháng nào nó có lãi tháng đấy thì bắt đầu là vợ chồng nó còn có hứng thú để mà làm. Nói thật đấy, đi làm nó còn, ngoài ra nó còn có niềm vui. Chứ bây giờ mình nợ 4 tỷ mà ví dụ thầy không biết em vay ngân hàng hay vay nóng. Em tôi lấy ví dụ thôi, mà vay nóng mà 3%. Tức là mỗi tháng 120 triệu. Xong lại thật cộng ra với trả. là vay ngân hàng toàn bộ thầy ạ. Ừ, không ví dụ vậy, xong lại trả vâng gốc nữa. vâng Thế là mỗi tháng lãi được 200 triệu. Xong đến khi trả ngân hàng xong tút ngút hai vợ chồng còn cầm về 15 triệu. Nhưng mà thực ra là mình đang được cái lãi mà mình phải trả cho ngân hàng thôi. rồi ạ, Ờ, thì mình phải chấp chung nhận quy cái đấy. Tức là trong quan là trọng nhất là cái tâm của mình nó phải định và mình chấp nhận cái chuyện đó. dạ Đúng đúng không? rồi. Ừ, có vậy thôi. Em muốn Yeah. hỏi trên cái bài toán kinh tế là mình chấp nhận về lâu về dài, thì nếu như mà bây Nếu giờ bài toán kinh tế thì người ta đúng sẽ giữ tài sản để người ta làm kinh doanh, người ta trả dần. rồi. Đúng rồi Nhưng mà ạ. thầy thích cái bài toán thanh thản và nó có Thầy niềm vui trong lao động. Thầy thích cái bài toán niềm vui, sự tưởng thưởng trong lao động. vâng. Ừ, chứ thầy không thích một cái bài toán mà chỉ có tiền không. Thầy thích cái bài toán niềm vui. Tiền thì tiền nhưng nó phải có niềm vui. Và Rồi thì chưa kể là nó có những cái câu chuyện của rủi ro. Ví dạ dụ như đúng là nó mọi thứ nó đang thuận lợi không sao, bởi vì nó sẽ kéo dài, nếu để trả nợ 4 tỷ mà nó kéo dài trong vòng 2 năm hoặc 3 năm chẳng hạn. Ví dụ vậy. Ờ. Mà không may trong 2 năm đấy mà nó xảy ra một cái rủi ro gì, nó không còn lợi nhuận bằng đấy nữa. Thì câu chuyện tự nhiên cuộc sống của mình nó mất đi cái sự bình an. Tóm lại thầy quan tâm sự bình an hơn là nhiều tiền. vâng. Cái này nó do tâm thức thôi.
Mình lựa chọn thôi mà, cũng không có đúng, không có sai đâu. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.